Phạm Quỳnh Anh lên Buôn Mê Thuột ăn đặc sản núi rừng. Phạm Quỳnh Anh nếm thử gà đồng bào, gỏi cà đắng cá khô trong một nhà hàng mô phỏng căn nhà dài truyền thống. Phạm Quỳnh Anh vừa có chuyến đi ngắn ngày đến Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, thưởng thức đủ món đặc sản núi rừng. Nữ ca sĩ chọn một nhà hàng mang phong cách của người Ê Đê, tọa lạc trong một căn nhà dài trên đường Trần Nhật Duật. May mắn cuộc đời là được ăn những món đặc sản của từng vùng miền, cũng như thỏa mãn sở thích tìm hiểu văn hóa đặc trưng của những nơi mình đi qua. Hôm nay Buôn Mê Thuột mát trời nên ăn gì cũng ngon hết. No căng cả bụng, đi đâu cũng chỉ thích ăn, ngoài gà nướng cơm lam, canh cà đắng ra thì bụng của tôi vẫn chứa được những món ngon khác, xin mời những tâm hồn ăn uống tập trung tại đây. Dành tặng bạn một trải nghiệm đầy thi vị với chanh dây rượu nếp khi ghé dùng bữa tại Arum House. Từ những cái tên rất quen nhưng khi đặt cạnh nhau lại đem tới một hương vị mới lạ và tăng độ ngon bữa ăn của bạn. Món nước thú vị này là một mỹ thực Tây Nguyên chính hiệu. Chính là từ những cái tên đời thường không xa lạ, nhưng lại mang đến những trải nghiệm có một không hai. Món chính là gà đồng bào nướng ăn kèm cơm lam nếp tẩm. Gà đồng bào là tên loại gà đặc trưng của Tây Nguyên, chỉ những con gà do đồng bào Tây Nguyên nuôi thả, có thịt thơm, chắc ngọt, được nướng thơm nức, ăn kèm với cơm lam nếp tẩm, chấm cùng muối vừng, chấm chéo. Tại Arum House, chúng tôi tự hào trong việc gìn giữ nét tinh túy của ẩm thực Ê Đê, và gỏi cà đắng cá khô cũng không ngoại lệ. Mỗi thành phần được lựa chọn cẩn thận, đảm bảo rằng mỗi đĩa là một sự tôn vinh hương vị độc đáo và di sản văn hóa của khu vực. Gỏi cà đắng cá khô là món gỏi thú vị hội tụ những nguyên liệu đặc trưng nhất của người Ê Đê, cà đắng của phố núi cao nguyên và cá khô của mọi gia đình dùng ăn lâu dài. Dung dị nhưng đặc sắc, món gỏi được pha trộn giữa vị tươi mát của cà đắng và cái mặn mặn của cá khô cho ta vừa vặn một món khai vị tươi mới và bùng nổ. Ngoài ra, thực đơn nhà hàng còn nhiều món cơm nhà dân giả khác như chả cá thác lắc hồ lắc, rau bếp luộc, ngon su su xào hay các món canh, bún riêu, lẩu cua đồng. Nhà hàng phục vụ cả bữa sáng, trưa và tối. Món ăn chủ đạo của Arum House theo là đặc sản của nhiều dân tộc miền núi, nhưng mỗi mảnh đất lại mang một hương vị đặc trưng khác nhau vào mỹ thực này. Vẫn là đậm đà vị cay nồng của ớt, hương thơm đan xen của các loại gia vị đậm đà như rau ngò gai, sả, nén, hành tím. Nhưng thịt heo quay trộn muối giả ở Arum House sẽ làm thực khách bất ngờ với những thớ thịt mềm và mọng nước với vị ngọt thơm của thịt heo. Thưởng thức tại Arum House, thực khách sẽ khó quên chén muối ớt đâm nhuyễn chủng vị Ê Đê. Phạm Quỳnh Anh hào hứng với bữa tiệc đủ món đặc sản. Người đẹp vừa ăn, vừa thưởng thức rượu cần, đặc sản Tây Nguyên. Ly nước tía tô lạ miệng, bổ dưỡng cho sức khỏe. Người ta ví đôi mắt như cửa sổ tâm hồn, còn những ô cửa nhà dài lại là đôi mắt của Arum House. Mỗi ô cửa nhà dài chứa đựng một câu chuyện của gia đình Ê Đê nhỏ. Vậy nên dưới mỗi ô cửa cũng sẽ là một góc nhìn mà không ai giống ai. Nhưng cả thảy, chắc hẳn đều là những câu chuyện rực rỡ đầy màu sắc. Những ô cửa sổ tại Arum House, mỗi ô cửa là một bức họa đầy hoa. Dẫu khác, dẫu giống, đều rực rỡ và mang thi vị của riêng mình. Nhà hàng nằm trong một căn nhà dài truyền thống, khách đi lên bằng những chiếc cầu thang đặc trưng. Nội thất bên trong chủ yếu bằng gỗ. Các khung cửa sổ nhìn ra khoảng vườn xanh mát, đầy hoa cỏ, thích hợp cho khách phương xa tới cảm nhận không khí cao nguyên. Phạm Quỳnh Anh không quên thưởng thức một ly cà phê Đắk Lắk chính hiệu. Mở cửa đón khách từ 6 giờ 30 phút sáng đến tận 10 giờ đêm, Arum House luôn chào đón bạn ghé thăm cả ngày dài. Dù là để kiếm tìm những tĩnh tại của sớm mai, một buổi trưa ngon bụng đầy náo nhiệt với nhiều ưu đãi, hay là khung cảnh lãng mạn của chiều tối, đêm về mát lành, thực khách đều có thể tìm thấy ở Arum House. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.